cái thói quen thông thường chúng ta là chúng ta sẽ cuốc ở bốn góc, sau này cuốc ở giữa hoặc cuốc ở giữa, chúng cuốc ra bốn góc, nó động ở bốn phương. Thực ra đấy là phương pháp động thổ của kỳ môn. Mà khi mà động thổ của kỳ môn là phải động vai xoay tròn và phải chọn ngày giờ theo kỳ môn, rồi phải làm theo tất cả những cái nghi thức theo kỳ môn thì mới động theo kiểu ngũ cung đấy được. Cho nên là khi mà anh chị nhìn thấy cho là nhân gian cứ nhìn thấy mà hôm nay thì mời thầy pháp làm về pháp kỳ môn đến thấy động như thế, nay lại mời một thầy khác đến thầy lại động theo phép tam tài, một thầy khác động theo phép nhật nguyệt đáo sơn, thì mỗi một người động thổ thì động theo cái phương pháp khác nhau. Cho nên ra là chúng ta cứ nhìn thấy mỗi một ông thầy pháp ở trong làng động năm góc, cho nên sau này là cứ nhà nào cũng động năm góc, hay là đổ mái là cứ nhà nào cũng đổ luôn năm góc, thế là thôi sai rồi, đúng không ạ? Không phải. Mà cái phương pháp động năm góc thì dứt khoát phải do thầy pháp và thầy làm kỳ môn thì người ta mới làm như vậy. Còn thông thường thì để mà nhân gian mà thông thường mà làm để mà thuận lợi mà tốt nhất thì người ta sẽ làm theo cái phương pháp động thổ theo nhật nguyệt đào sơn hay là quý nhân hoặc là quý nhân độc mã để mà người ta thực hiện cái việc mà nạp quý chiêu tài cho cái trạch đất.